con chim non chưa kịp biết bay. Em như một chồi xanh chưa biết vươn cành. Trên dòng đời xuôi ngược còn bao cay đắng. Đêm nay em về đâu trên con phố vắng? Em mơ, em đang mơ một hạnh phúc xa. Em mơ bên mẹ cha chung mái hiên nhà. Bao ngày dài vô tận mình em lặng lẽ, bước chân siêu lang thang lòng bao tái tê. Đời em như cánh bèo trôi, không người thân biết ai dặn lối. Đời mồ côi mấy ai thương, khi quanh em chỉ toàn bóng tối. Mọi người ơi hãy chung tay, cho em tôi một bát cơm đầy. Để thân em không còn heo gầy, hãy lau khô những dòng lệ cay. Đêm nay tôi lang thang trên đường vắng khuya, mong sao một vầng dương thắp sáng đêm hè, cho mọi người khắp nơi chung tay chia sẻ, cho trái tim Việt Nam ngàn năm vẫn thế. Bà con cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và để chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn của bà con thì hôm nay đơn vị Trọng Hải Tín Việt sẽ về có một phần quà nhỏ cho bà con. Thì cũng xin trân trọng giới thiệu về đại diện đơn vị Trọng Hải Tín Việt là có anh Thuần, xin mời anh đại diện để bà con cùng với các anh chị trong đoàn về phía lãnh đạo địa phương. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Bảo Hoa, phó chủ tịch ủy ban nhân xã cùng với các anh em. Dạ, kính thưa lãnh đạo địa phương, dạ cho con kính thưa bà con cô bác ở xã mình. Trước tiên là cho phép con xin lỗi, tại vì cái hôm nay do mấy ngày nay con cũng đi những nơi Quảng Bình, Quảng Trị, thành ra điều kiện lỗi vào những nơi khó khăn, thành ra con ăn mặc hơi lượng thượng một chút, con xin lỗi tất cả mọi người ở đây ạ. Dạ, thì cũng cho phép là tụi con trong cái hội trái tim Việt cũng là anh em cùng chung trong ý nguyện với nhau là muốn san sẻ những cái tình cảm của mình đến với bà con vừa bị bạo lực trong thời gian vừa qua. Thì thôi thì con cũng không nói gì nhiều, là tôi chỉ mong là kính xin bà con nhận tấm lòng của tụi con để cho tụi con được gửi đến tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay những món quà mà thân thương nhất của tụi con. Đó là cái gì? Dạ, ở đây thì tụi con có 50 phần quà, và dạ, cũng nhờ các anh lãnh đạo địa phương làm cầu nối để cho tụi con thực hiện cái chuyện này.
con chim non chưa kịp biết bay. Em như một chồi xanh chưa biết vươn cành. Trên dòng đời xuôi ngược còn bao cay đắng. Đêm nay em về đâu trên con phố vắng? Em mơ, em đang mơ một hạnh phúc xa. Em mơ bên mẹ cha chung mái hiên nhà. Bao ngày dài vô tận mình em lặng lẽ, bước chân siêu lang thang lòng bao tái tê. Đời em như cánh bèo trôi, không người thân biết ai dặn lối. Đời mồ côi mấy ai thương, khi quanh em chỉ toàn bóng tối. Mọi người ơi hãy chung tay, cho em tôi một bát cơm đầy. Để thân em không còn heo gầy, hãy lau khô những dòng lệ cay. Đêm nay tôi lang thang trên đường vắng khuya, mong sao một vầng dương thắp sáng đêm hè, cho mọi người khắp nơi chung tay chia sẻ, cho trái tim Việt Nam ngàn năm vẫn thế. Em đang mơ một hạnh phúc xa. Em mơ bên mẹ cha chung mái hiên nhà. Bao ngày dài vô tận mình em lặng lẽ, bước chân siêu lang thang lòng bao tái tê. Đời em như cánh bèo trôi, không người thân biết ai dặn lối. Đời mồ côi mấy ai thương, khi quanh em chỉ toàn bóng tối. Mọi người ơi hãy chung tay, cho em tôi một bát cơm đầy. Để thân em không còn heo gầy, hãy lau khô dòng lệ cay. Đêm nay tôi lang thang trên đường vắng khuya, mong sao một vầng dương thắp sáng đêm hè, cho mọi người khắp nơi chung tay chia sẻ, cho trái tim Việt Nam ngàn năm vẫn thế. Cho mọi người khắp nơi chung tay chia sẻ, cho trái tim Việt Nam ngàn năm vẫn thế.